chào quý vị, mời quý vị theo dõi những câu chuyện 60 giây chiều nay của Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Và ngay sau đây là những thông tin chi tiết. Thành phố Hồ Chí Minh tăng cường kiểm soát dịch bệnh. Xe tải chở 48 tấn chạy qua làm sập cầu ở Long An. Phần Lan tạo ra cà phê trong phòng thí nghiệm. Sau khi phát hiện nhiều ổ dịch mới, hàng loạt trạm y tế lưu động và đội phản ứng nhanh đã được kích hoạt tại huyện Hóc Môn, thành phố Hồ Chí Minh. Tất cả nhằm ứng phó với dự báo tình hình dịch sẽ diễn biến phức tạp khi mở rộng hoạt động các dịch vụ, còn các khu công nghiệp đón người lao động lớn trở lại làm việc. Toàn huyện Hóc Môn đã tăng cường 31 trạm y tế lưu động tại 12 xã thị trấn, với lực lượng chủ yếu là quân y và cán bộ y tế cơ hữu tại trạm y tế mỗi xã thị trấn. Đối phó trước số ca nhiễm diễn biến phức tạp, mô hình đội phản ứng nhanh đã được thiết lập cùng với tổ chăm sóc F0 tại nhà. Bệnh nhân có tự test nhanh thì tụi em xuống từ nhà, tụi em test, rồi tụi em khoanh vùng hộ gia đình với khoanh vùng thì cộng đồng, rồi tụi em xử lý thôi. Đội phản ứng nhanh của Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật Thành phố Hồ Chí Minh cũng đã được thành lập, làm việc trực tiếp tại huyện Hóc Môn. Với nỗ lực trong một tuần có thể kiểm soát được tình hình, không để nhiều ca chuyển nặng và tử vong. Anh em cũng cố gắng là choàng gánh công việc cho nhau. Các trang thiết bị y tế thì chúng tôi cũng đã có chuẩn bị kịp thời. Với số ca tăng thì chúng tôi cũng sẽ cố gắng để đảm bảo cái sức khỏe cho người dân. Sau khi các ổ dịch được kiểm soát, lực lượng quân y rút, Sở Y tế sẽ tiếp tục hỗ trợ cho huyện Hóc Môn 15 trạm y tế lưu động và mỗi xã thị trấn huy động thêm một trạm y tế lưu động. Sáng nay, Ủy ban Nhân dân thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận ban hành công văn về việc tăng cường các biện pháp phòng chống dịch theo cấp độ 4, vùng đỏ. Theo đó, người dân không được ra khỏi nhà từ 19 giờ đến 5 giờ hôm sau, thời gian áp dụng kể từ tối nay ngày 7 tháng 11. Theo địa phương, tình hình dịch bệnh đang diễn biến hết sức phức tạp. Yêu cầu cấp bách đặt ra là phải áp dụng các biện pháp mạnh mẽ, triệt để hơn để nhanh chóng ngăn chặn sự lây lan. Do vậy, địa phương sẽ triển khai biện pháp hạn chế người dân ra khỏi nhà, trừ các trường hợp đặc biệt. Công an sẽ chủ động phối hợp tuần tra lưu động xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm. Từ rạng sáng nay, Phan Thiết đã thiết lập 12 chốt kiểm soát ở cửa ngõ. Nhiều trường hợp lúng túng và bất ngờ khi đến gặp chốt kiểm soát cửa ngõ thành phố. Họ cho biết do nắm thông tin thành phố áp dụng các biện pháp theo vùng đỏ kể từ ngày 8 tháng 11 nên sáng nay không kịp chuẩn bị các điều kiện để qua chốt. Các lực lượng công an tình nguyện viên giải thích cho người dân được biết chốt kiểm soát hoạt động trước ngày thành phố bắt đầu áp dụng các biện pháp theo quy định cấp độ 4. Nhiều người không đủ điều kiện như giấy thông hành, giấy xét nghiệm của cơ quan y tế, chứng nhận tiêm đủ liều vaccine nên phải quay đầu. Tỉnh Khánh Hòa, trong đó có thành phố Nha Trang, đã áp dụng biện pháp bình thường mới trong phòng chống dịch COVID-19. Tuy nhiên đến nay, cảng cá Vĩnh Lương vẫn tiếp tục đóng, không cho ghe thuyền cập cảng, khiến ngư dân sau chuyến đánh bắt trở về, buộc phải xuống cá ngay trên lòng đường, gây nguy hiểm giao thông. Do đóng cảng, các ghe thuyền đánh bắt của ngư dân trở về đã xuống cá ngay trên lòng đường Phạm Văn Đồng nối dài, đoạn qua thôn Lương Sơn của xã Vĩnh Lương. Đông đảo các bạn hàng, tiểu thương đã tập trung chọn lựa, phân từng loại cá với hàng tấn cá đánh bắt được để tràn lan trên đường. Các xe đông lạnh thu mua cá đậu nối đuôi nhau, chiếm gần hết mặt đường, khiến các phương tiện giao thông qua lại nơi đây gặp rất nhiều khó khăn. Nhiều ô tô phải dừng lại bóp còi inh ỏi xin vượt qua. Tình trạng ngư dân xuống cá ngay giữa lòng đường như trên đã diễn ra từ khi cảng cá Vĩnh Lương và cảng cá Hòn Rớ đóng cảng do ảnh hưởng dịch bệnh. Trong khi cảng cá Hòn Rớ đã cho phép hoạt động trở lại, thì cảng cá Vĩnh Lương vẫn đóng cửa im lìm, gây bức xúc cho người dân tại đây. Hôm nay, Sở Giao thông Vận tải tỉnh Long An đang xem xét hiện trường khắc phục sự cố cầu Bình Phong Thạnh bắc qua sông Phàm Cỏ Tây thuộc khu phố 2 thị trấn Bình Phong Thạnh, huyện Mộc Hóa, Long An bị sập nhịp do một xe tải vượt tải trọng chạy qua. Báo cáo ban đầu cho biết sự cố xảy ra vào khoảng 3 giờ sáng ngày 7 tháng 11. Xe tải chở nhựa đường do tài xế Nguyễn Duy Sĩ, ngụ Đồng Nai điều khiển, vừa lên nhịp từ bờ đến chân cầu thì đã gây sập nhịp cầu. Nguyên nhân ban đầu được xác định là do xe tải chở nhựa đường có tổng tải trọng 48 tấn, trong khi tải trọng của cầu chỉ được thiết kế và đã có cắm biển báo giới hạn 5 tấn. Lực lượng chức năng huyện đã điều xe cẩu đến xúc nhựa đường do xe tải chở, sau đó mới có thể đưa xe tải ra khỏi hiện trường sau hơn 7 giờ từ khi xảy ra sự việc. Do đây là tuyến đường quan trọng duy nhất nối trung tâm hành chính huyện Mộc Hóa với một số xã tại huyện, nên địa phương đã bố trí một bến phà tạm cách cầu Bình Phong Thạnh khoảng 1 km để người dân tạm đi lại.
Sau nhiều lần chỉnh sửa thì Bộ Tiêu chí đánh giá an toàn trong phòng chống dịch COVID-19 đối với cơ sở mầm non, cơ sở giáo dục phổ thông trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh đã được ban hành. Các trường học phải đảm bảo trên 6 chỉ tiêu, tiêu chí để đạt đủ khả năng là mở cửa đón học sinh. Tuy nhiên, với nhiều cơ sở giáo dục, việc thực hiện lại đang là thách thức. Đạt 9 trên 10 tiêu chí ở mức độ an toàn cao được tổ chức hoạt động dạy học, nhưng trường trung học cơ sở Lê Anh Xuân không thể khắc phục được tiêu chí về khoảng cách học sinh, giáo viên tập trung trong phòng học. Hiện nay thì cái diện tích phòng học của trường 48m² thôi, trên cái sĩ số học sinh một lớp là khoảng từ 40-45, cho nên cái tiêu chí này thì trường chưa đạt. Nhiều trường gặp khó khăn khác như khi phải chia tách lớp dù hiện nay biên chế giáo viên không nhiều. Hơn nữa, đến thời điểm này, Sở Giáo dục Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh vẫn chưa tuyển viên chức giáo viên cho năm nay. Trường vẫn có thể sắp xếp được giáo viên phòng học cho các em đủ, nhưng số tiết nghĩa vụ của giáo viên thì vượt lên rất là nhiều. Mà nếu để thầy cô gánh nhiều giờ đó, thì nguồn ngân sách ở đâu mà trả? Sở Giáo dục và Đào tạo đã đề xuất phương án mở cửa trường học lại dự kiến đầu tháng 12. Hiện thành phố chỉ có 2 trường tại xã đảo Thành An, huyện Cần Giờ được mở cửa đón học sinh trở lại ở một số khối lớp nhờ đạt đủ tiêu chí và nằm ở xã đảo xanh biệt lập. Công viên văn hóa Đầm Sen đã mở cửa đón khách trở lại sau gần 6 tháng ngưng hoạt động để phòng chống dịch. Những người đã tiêm ít nhất một mũi vaccine phòng COVID-19 hoặc qua 14 ngày, hoặc là các trường hợp F0 đã khỏi bệnh, có thể dẫn trẻ nhỏ đi tham quan công viên này từ 8 giờ đến 17 giờ 30 các ngày thứ Bảy và Chủ nhật hàng tuần. Để kiểm soát chặt chẽ hơn, đảm bảo an toàn phòng chống dịch, công viên văn hóa Đầm Sen đã bố trí máy cảm biến đo nhiệt độ, nước rửa tay sát khuẩn, đồng thời hướng dẫn du khách khai báo y tế ngay ngoài cổng. Ghi nhận trong sáng nay, lượng khách đến công viên văn hóa Đầm Sen không nhiều, công viên giữ nguyên mức giá vé vào cổng. Cảm giác nay mình rất vui à, nay mình vô Đầm Sen cũng còn ít người nhưng mà chơi rất đã, 8 giờ chơi cũng được 4 trò rồi. Thì không khí ở đây cũng cây xanh nhiều, mảng xanh nhiều, cũng mát mẻ hơn ở nhà. Với lại cho bé đi thay đổi không khí sau thời gian dịch dài. Đại diện công viên văn hóa Đầm Sen cho biết, lượng khách tại khu vui chơi chủ yếu là các em thiếu nhi, nên khi tỷ lệ tiêm chủng đối với các em đạt đủ, thì công viên sẽ tính phương án mở cửa tất cả các ngày trong tuần. Ở phần thế giới cập nhật, thu vàng thơ mộng ở đông bắc nước Mỹ. Và bảo tàng có gì mang ra triển lãm hết ở Hà Lan? Tiếp theo là khung cảnh động lòng người. Thưa quý vị, mùa cây thay lá ở vùng New England, đông bắc nước Mỹ đang vào đỉnh điểm. Vào thời điểm này, hàng năm thì du khách từ khắp nơi trên thế giới lại đổ về đây để dự bữa tiệc màu sắc thiên nhiên. Những rừng cây thông, cây phong rực rỡ như cầu vồng xung quanh hồ Wachusett đang vào mùa thay lá. New England nằm ở đông bắc Mỹ, giáp Đại Tây Dương, Canada và New York. Mùa thu ở đây đặc trưng bởi sắc cam vàng rực rỡ. Giữa bầu trời xanh trong, ánh nắng nhẹ nhàng, tất cả tạo nên khung cảnh đẹp tựa tranh vẽ. Nhiều người không ngại ví nơi đây là nàng thơ nước Mỹ trong khoảnh khắc giao mùa. Mỗi năm, trung bình có hàng triệu khách đến đây chỉ để được đắm mình trong không gian giao mùa. Cà phê là một loại đồ uống tạo nên một ngành công nghiệp nhiều tỷ đô la. Tuy nhiên, nhu cầu cao đồng nghĩa với việc là mở rộng diện tích canh tác và dẫn đến phá rừng. Để góp phần giải quyết vấn đề trên, thì các nhà khoa học Phần Lan đã tìm cách sản xuất cà phê trong phòng thí nghiệm với mùi vị tương tự như cà phê thông thường. Các nhà khoa học tại Viện Nghiên cứu VTT đang trồng cà phê bằng phương pháp nuôi cấy tế bào thực vật. Họ nuôi cấy mô từ lá cà phê, rồi đưa vào các nồi phản ứng sinh học để sản xuất sinh khối. Sau đó sinh khối này sẽ được tách chiết, chế biến để tạo ra cà phê. Đương nhiên là không giống 100%, nhưng mùi đã rất giống. Việc sản xuất cà phê trong phòng thí nghiệm mang lại nhiều lợi ích, như không cần sử dụng thuốc trừ sâu hay phân bón, giảm chi phí vận chuyển. Ngoài ra chất lượng cà phê cũng ổn định do không phụ thuộc vào các yếu tố mùa vụ hay môi trường. Tuy nhiên, VTT cũng đánh giá ý tưởng của họ cần một thời gian rất dài nữa. Còn hiện tại, ngành cà phê vẫn phụ thuộc vào việc canh tác truyền thống, nhất là các loại cà phê đặc sản. Đã là siêu xe còn được khoác lên mình hàng chục ngàn viên đá quý. Chiếc xe trang sức này đang được trưng bày tại hội chợ nhập khẩu quốc tế Trung Quốc đang diễn ra ở thành phố Thượng Hải.
Chiếc Porsche 911 GT3 khoác trên mình khoảng 400.000 viên đá quý được trưng bày không phải trong khu vực giới thiệu siêu xe mà là trong gian hàng triển lãm trang sức. Đây cũng có thể nói là món trang sức lớn nhất tại đây khiến không ít người phải trầm trồ. Đá quý là bản thân của chị em phụ nữ, còn siêu xe là món đồ xa xỉ mà nhiều người mong muốn có được. Và khi ta thấy một chiếc siêu xe phủ đầy đá quý ngay trước mắt thì không có từ nào diễn tả nổi cảm giác này. Đây là lần đầu tiên tôi thấy một chiếc xe phủ đầy kim cương như thế này và cũng có thể là lần duy nhất trong đời. Hội chợ nhập khẩu quốc tế Trung Quốc là sự kiện đầu tiên trên thế giới dành riêng để triển lãm hàng hóa nhập khẩu. Đây là năm thứ tư sự kiện được tổ chức tại Thượng Hải, dự kiến kéo dài đến hết ngày 10 tháng 11. Những nhân vật hay đồ vật liên quan đến các bộ phim nổi tiếng dẫn đầu danh sách các món đồ chơi được đánh giá là sẽ thu hút trẻ em nhiều nhất mùa Giáng sinh năm nay. Nhận định này dựa trên danh sách mới nhất do Hiệp hội bán lẻ đồ chơi tại Anh công bố. Hiệp hội này vừa công bố danh sách 12 món đồ chơi trong mơ cho mùa Giáng sinh năm nay tại Anh. Bên cạnh Lego, búp bê Barbie và xe của Hot Wheels, thì các vật phẩm liên quan đến series phim truyền hình và phim điện ảnh ăn khách cũng xuất hiện trong danh sách này, như Chiến tranh giữa các vì sao, Pokemon hay Công viên khủng long. Trong đó có chiếc xe hơi của chú chó Chase đến từ phim hoạt hình Paw Patrol. Bên trong xe còn có chỗ để cất giấu chiếc mô tô của Chase giống như trong phim. Còn đây là món vạt thần kỳ giúp các em nhỏ thỏa mong muốn trở thành những cô cậu phù thủy. Chỉ cần đổ lọ nước thần đi kèm vào trong vạt, trộn đều, các em sẽ thấy khói bốc lên rồi từ trong vạt xuất hiện một con thú bông. Những món đồ chơi trong danh sách này đều có mức giá dao động từ 10 đến 70 bảng Anh cho mỗi món. Thưa quý vị, những hiện vật trong một viện bảo tàng thường được chia thành từng nhóm hay cụm và sẽ được tổ chức trưng bày theo lịch hay là sự kiện, chứ không triển lãm hết trong cùng một lần, với mong muốn mang đến cho khách tham quan trải nghiệm mới mẻ. Một viện bảo tàng nghệ thuật tại thủ đô Rotterdam, Hà Lan quyết định trưng bày tất cả 151.000 tác phẩm của họ ở cùng một nơi. Rất nhiều trong số hiện vật thông thường được cất giữ trong nhà kho dưới lòng đất, hiếm khi được công khai. Khu triển lãm mang tên Depot vừa được khánh thành tại Bảo tàng Nghệ thuật và Thiết kế Boschmann van Beuningen. Trong khi đa số bảo tàng trên thế giới chỉ có đủ không gian để trưng bày một phần rất nhỏ trong bộ sưu tập đồ sộ của họ, thì bảo tàng này quyết định trình làng tất cả những tác phẩm mà họ có. Các bảo tàng trên thế giới thường chỉ có khả năng trưng bày khoảng 6-7% lượng tác phẩm mà họ có, phần còn lại được cất giữ trong nhà kho. Tôi có cảm giác là một số món gần như chưa bao giờ xuất hiện trước công chúng, và rồi sẽ có lúc những thứ mà ta không nhìn thấy này bị chìm vào quên lãng. Điểm khác biệt giữa bảo tàng thông thường và nơi này chính là ở đây, các tác phẩm được trưng bày không theo một chủ đề nhất định nào. Khách tham quan sẽ được tự mình khám phá cùng với phần mềm chuyên dụng để hỗ trợ họ tìm kiếm thông tin. Theo giám đốc bảo tàng, tòa nhà triển lãm này có thể tiếp đón hơn 60.000 khách tham quan mỗi năm. Họ sẽ tổ chức các chuyến tham quan có hướng dẫn viên hoặc lập ra các lối đi riêng cho khách. Công an quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh vừa tiến hành lập biên bản kiểm tra vụ đánh bạc dưới hình thức ghi cá cược bóng đá ăn theo bằng tiền tại một quán cà phê ở phường Bình Hưng Hòa. Điều đáng quan ngại hơn trong vụ việc là tại thời điểm kiểm tra qua test nhanh COVID-19, hàng chục người đang có mặt tại quán, cơ quan chức năng phát hiện 2 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2. Quán cà phê này do Phan Quốc Cường làm chủ, nhưng tại thời điểm kiểm tra đối tượng không có mặt. Theo đó, các đối tượng bị tạm giữ gồm Nguyễn Thành Đạt là người trực tiếp ghi cá cược bóng đá cho các con bạc, Phạm Văn Cường là người chụp hình lại các phơi ghi cá cược bóng đá của Đạt và gửi lại cho chủ quán. Ngoài ra, cơ quan công an cũng đã tạm giữ hàng chục đối tượng tham gia cá cược tỷ số trận đấu bóng đá tại thời điểm kiểm tra. Tại đây, lực lượng công an đã thu giữ hàng chục tờ phơi cá cược và hàng chục triệu đồng cùng nhiều tang vật có liên quan. Điều đáng quan ngại là tại thời điểm kiểm tra qua test nhanh COVID-19, những người trong quán này, cơ quan chức năng phát hiện 2 trường hợp dương tính. Lực lượng chức năng tỉnh Bình Phước cho biết đã triệt phá thành công 2 tụ điểm đánh bạc trong cùng một ngày và đang bắt giữ 16 đối tượng để tìm hiểu và điều tra. 2 sới bạc này nằm tại xã Thanh Lương và phường Phú Thịnh, thị xã Bình Long. Đội Cảnh sát Hình sự Công an thị xã Bình Long phối hợp với Công an xã Thanh Lương từ tin báo của người dân trong ngày 6 tháng 11 đã điều tra, tiến hành kiểm tra, bắt quả tang 2 nhóm đối tượng đang tổ chức đánh bài cào ăn tiền. Tam vật cơ quan công an thu giữ tại 2 sới bạc này gồm 2 bộ bài tây và hơn 26 triệu đồng tiền mặt. Các đối tượng bị bắt giữ có độ tuổi từ 18 đến 25 tuổi và có hộ khẩu thường trú tại thị xã Bình Long.
Hiện Công an thị xã Bình Long đang củng cố hồ sơ để xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật. Khoảng 9 giờ sáng nay, đồn biên phòng cửa khẩu Long Bình phát hiện tại khu vực biên giới thuộc ấp An Hòa, xã Khánh An, huyện An Phú, tỉnh An Giang, có một người bơi xuồng nhập cảnh trái phép từ Campuchia về Việt Nam. Qua điều tra, đối tượng khai tên Võ Thị Dầu, sinh năm 1974, thường trú xã Đa Phước, huyện An Phú, tỉnh An Giang. Dầu khai nhận đầu năm 2020, đối tượng xuất cảnh trái phép qua Campuchia để làm thuê tại Phnom Penh. Do bên phía Campuchia hấp việc làm, nên Dầu nhập cảnh trái phép về Việt Nam để sinh sống. Tiến hành xét nghiệm nhanh đối tượng cho kết quả âm tính với SARS-CoV-2. Đồn biên phòng cửa khẩu Long Bình đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính 4 triệu đồng đối với Dầu, đồng thời đưa đối tượng đi cách ly theo quy định. Trước đó ngày 6 tháng 11, đồn biên phòng cửa khẩu Long Bình cũng đã phát hiện, bắt giữ, xử phạt và đưa đi cách ly một đối tượng nhập cảnh trái phép từ Campuchia về Việt Nam. Đột nhập vào nhà thờ gia tiên của người dân và trộm hơn 30 bộ lưu đồng, Công an thành phố Bạc Liêu đang điều tra hai đối tượng để làm rõ về hành vi trộm cắp tài sản. Hai đối tượng được xác định là Mai Hoàng Trọng, 23 tuổi và Nguyễn Đức Anh, 16 tuổi, cùng ngụ thành phố Bạc Liêu. Theo đó, để có tiền tiêu xài, rạng sáng ngày 3 tháng 11 và 5 tháng 11, Trọng và Anh đột nhập vào nhà thờ gia tiên tại phường 1, thành phố Bạc Liêu, trộm 31 bộ đồ thờ bằng đồng với tổng trị giá khoảng 60 triệu đồng. Sau khi nhận được tin báo, Công an thành phố Bạc Liêu nhanh chóng xác minh, truy xét các đối tượng khả nghi. Đến khoảng 10 giờ ngày 5 tháng 11 thì tiến hành mời hai đối tượng đến cơ quan công an để điều tra làm rõ. Bước đầu tại cơ quan công an, hai đối tượng đã thừa nhận toàn bộ hành vi trộm cắp tài sản của mình. Hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra, xử lý. Hôm nay, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Tiền Giang phối hợp các ngành chức năng tổ chức cứu hộ một tàu nước ngoài bị đứt dây cáp trôi dạt trên biển. Vụ việc làm hư hại trụ điện gió trên vùng biển tỉnh Tiền Giang. Trước đó, ngày 3 tháng 11, xà lan mang quốc tịch Indonesia cùng với 10 thuyền viên đang vận chuyển 7.800 tấn than từ Indonesia đến Việt Nam thì bị đứt dây cáp trôi dạt trên biển. Sau đó đâm vào hàng đáy của ông Quỳnh Văn Trường, ước tính thiệt hại khoảng 350 triệu đồng. Đến ngày 4 tháng 11, chiếc xà lan trên tiếp tục trôi dạt và đâm vào trụ điện gió số 12 thuộc dự án điện gió Tân Phú Đông 2, làm hư hại 5 cọc trụ bảo vệ trụ điện gió. Không dừng lại ở đó, ngày 5 tháng 11, xà lan này tiếp tục đâm vào hàng đáy của ông Quỳnh Kim Dũng, gây thiệt hại ước tính khoảng 300 triệu đồng. Sau khi sự việc xảy ra, lực lượng chức năng tỉnh Tiền Giang đã phối hợp với cảng vụ hàng hải Mỹ Tho tổ chức phương tiện lai dắt đưa xà lan trên về vị trí neo đậu, đảm bảo an toàn về người và hàng hóa, đồng thời chỉ đạo cơ quan chức năng làm việc với chủ xà lan về việc khắc phục và đền bù thiệt hại. Khoảng 14 giờ chiều nay, một vụ va chạm giữa xe máy và container đã xảy ra trên đường Nguyễn Thị Khắp, phường Tân Đông Hiệp, thành phố Dĩ An, tỉnh Bình Dương. Tai nạn khiến một nạn nhân nguy kịch. Thông tin ban đầu, thời điểm trên, xe container chở theo hàng chục trụ thép lưu thông trên đường Nguyễn Thị Khắp, hướng đi trung tâm thành phố Dĩ An. Khi xe đang lưu thông trên đường thì xảy ra va chạm với xe máy do một người đàn ông điều khiển. Sau va chạm, nạn nhân bị hút văng đi một đoạn, bị thương nặng, được chuyển vào bệnh viện cấp cứu ngay sau đó. Theo một số người dân, người đàn ông điều khiển xe máy qua đường thì xảy ra tai nạn. Nhận tin báo, lực lượng chức năng đã có mặt để điều tra làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn. Công an tỉnh Bình Thuận cho biết vừa kịp thời phát hiện ngăn chặn thành công một nhóm đối tượng đang tụ tập cổ vũ đua xe trái phép trên quốc lộ 55. Rạng sáng ngày 7 tháng 11, trong lúc tuần tra, lực lượng chức năng tỉnh Bình Thuận phát hiện có một nhóm thanh niên khoảng 40 đối tượng với hàng chục xe máy và 4 ô tô đang tụ tập có dấu hiệu đua xe và cổ vũ đua xe trái phép trên quốc lộ 55 đi qua xã Sơn Mỹ, huyện Hàm Tân. Ngay sau đó, công an đã ngăn chặn kịp thời, không để sự việc đua xe trái phép diễn ra, đồng thời kiểm tra, tạm giữ 13 đối tượng. Để ngăn chặn tình trạng đua xe trái phép trên địa bàn trong thời gian tới, công an huyện Hàm Tân sẽ tiếp tục tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát trên các tuyến giao thông trọng điểm, đồng thời đẩy mạnh triển khai các biện pháp để đảm bảo an ninh trật tự. Thông tin cập nhật, hôm nay cơ quan thời tiết Trung Quốc lần đầu tiên ban hành mức cảnh báo bão tuyết màu cam, mức cao thứ hai trên thang cảnh báo bão tuyết ở nước này. Thời tiết lạnh giá bao trùm toàn quốc, giao thông bị gián đoạn, làm gia tăng nguy cơ số ca COVID-19 ở Trung Quốc sẽ tăng mạnh. Thủ đô Bắc Kinh vừa có đợt tuyết rơi đầu tiên, sớm hơn 23 ngày so với những năm trước. Theo dự báo thời tiết, nhiệt độ đêm nay sẽ xuống mức thấp nhất trong 10 năm qua. Không khí giá lạnh cũng bao phủ nhiều nơi, từ Bắc Kinh đến Thượng Hải, Quảng Châu, khiến nhiệt độ giảm hơn 10 độ C.
Trung tâm khí tượng quốc gia dự báo trong 24 giờ tới sẽ có bão tuyết ở miền Bắc Trung Quốc. Một số khu vực có thể hứng chịu lượng tuyết rơi dày từ 10 đến 30cm. Đợt giá lạnh xảy ra trong lúc hơn 20 thành phố ở miền Bắc Trung Quốc đã ghi nhận các ca COVID-19 và một số ổ dịch xuất hiện ở thành phố Trùng Khánh, các tỉnh Tứ Xuyên và Vân Nam. Thông tin vừa rồi đã khép lại chương trình 60 giây chiều tối nay của chúng tôi. Cảm ơn quý vị đã dành thời gian quan tâm theo dõi. Kính chào tạm biệt quý vị và hẹn gặp lại vào chương trình 60 giây sáng mai.